không có gì để chơi, không có điểm. À ha, thì này là thuộc xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Và cái nhà vườn này thì nó có tổng diện tích là khoảng 2.000 m², tức là khoảng 2 sào. Đó. Thì hiện tại là chỗ này nó chưa có thổ cư. Nhà này thì người ta chưa lên thổ cư, nhưng mà chỗ này thì mình test quy hoạch rồi, chỗ này là nó phủ màu hồng luôn, tức là chỗ này á thuộc là quy hoạch ở nông thôn và được lên thổ cư thoải mái nha mọi người. Đó. Thì mọi người nhìn sơ sơ là mọi người thấy là đây nghiêm chỉnh hết rồi ha, tường rào ngon lành luôn. Ở này mua về là gần như không phải làm gì hết. Đó. Thì mặt tiền của ngôi nhà này, nhà vườn này là 29 m² luôn ha, dài xuống khoảng 70 m. Đây đường này đường nhựa mọi người ha, đường nhựa và cách quốc lộ 56 là chỉ có vài trăm mét thôi. Hướng này đi ra đường Bầu Cạn nè, đi chừng vài trăm mét là ra đường Bầu Cạn để đi về Hồ Chí Minh á, về Long Thành á. Còn hướng này là đi về Bà Rịa nè. Đây, hướng đi về Bà Rịa ha. Đường này thì hai xe hơi tránh nhau thoải mái. Đây chỗ này tại vì không có ID cho nên là nó cỏ mọc tùm, chứ chỗ này là đường đi luôn nha mọi người. Nè, đường đi luôn đó. Mình về mình phát quang chỗ này là coi như là chỗ này rộng thênh thang luôn. Khu dân cư ha mọi người ha. Khu dân cư. Bên kia ra khu dân cư, đây khu dân cư nè. À cái này là hai mặt tiền mọi người ha. Đây bên đây cũng nhà vườn của người ta nè. Hai mặt tiền nha mọi người, đây. Thì cái mặt tiền, cái đường này đi vô rẫy người ta nè, lên trên đồi nè, tường rào bao quanh hết rồi ha, điện nước nhà cửa đầy đủ. Thì hiện tại là chủ là đang ở Long Thành cho nên là mình không có thể mà lấy chìa khóa để mà vô nhà vườn được, cho nên là thôi hôm nay là mình tạm quay ở ngoài thôi ha, quay ở ngoài cho mọi người xem thôi. Thì nhìn sơ trên đất là hiện tại đang trồng cà phê với lại mít. Cà phê thì không có chăm sóc cho nên là nhìn nó tàn tạ quá rồi. Mít thì nhìn còn xanh tươi, ngon lành. Đây, nhà vườn mình nè. Nhìn sơ qua ở ngoài thì cái nhà này cũng to đó. Đây, cái nhà này dài, tính ra chiều dài của ngôi nhà. Nhà này cũng dài chứ bộ, xây cũng to đó nha mọi người. Nè, ra là ngang cũng cỡ được 5 m mà dài xuống cỡ 10 mấy m, 15-16 m gì đó. Nói chung là cái nhà tính ra là cũng gần 100 m² á. Đây, mình đang đi trên cái đường cái mặt tiền bên hông ha, đường này xuống rẫy người ta nè. Những cái đường này đi xe hơi vẫn được nè, đường này xe hơi vẫn lọt nha. Tính ra là đất mình là có hai mặt tiền xe hơi luôn. Này, dài xuống tới 70 m nha. Thực sự là cái đất này quá đẹp. Tại vì cái mặt tiền của nó là gần 30 m rồi. 29 m tính ra là cũng gần 30 rồi. Mà cái nhà vườn thì chỉ cần chiều ngang vậy là quá đủ rồi. Đây. Tới đây ha. Rào tới đây nè. Đó. Rõ ràng luôn ha. Tới đây. Rồi rào thẳng của bệnh. Nhưng chung là cái nhà này là vuông vức luôn á. Mặt tiền 29 m mà cái hậu cũng 29 m luôn, không có bị bóp hậu nha. Đây, đằng sau là đồi và có suối nữa nha mọi người. Đây, ngoài suối này thì mùa khô nó cạn rồi. Suối này suối cạn, suối này thì phải mùa mưa mới đẹp. Đó, có cái ao gì nè, ao cũng cạn rồi. Đây có cái bụi tre cũng đẹp ghê nè. Đây, đó, xuống dưới đây thì rẫy người ta nè mọi người thấy không? Rẫy người ta nè. Tính ra là đất mình, cái nhà mình là hai mặt tiền ha. Đây cái đường này thì nói chung là xe hơi đi mà được ha. Đó. Có cái đều nữa. Nhà mình là cái hướng mặt tiền đường nhựa là hướng chính tây nha mọi người. Hướng chính tây, còn mặt tiền bên đây là hướng hướng nam hướng bắc gì á. Nói chung là mình chỉ quan tâm cái hướng chính thôi, là cái hướng chính tây. Này, mình đang đi ra tại đường nhựa nha. Khu dân cư ha.
Thôi bây giờ mình quay con đường cho mọi người xem ha. Nhà vườn chỉnh chu nghiêm chỉnh ngon lành. Đây bây giờ là mình đi chạy hướng về Bà Rịa, rồi nếu mà hướng ngược lại là đi về Bầu Cạn, đi về Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đây mà đi thẳng chừng 200m nữa là tới đường Quốc lộ 56 nha mọi người. Cái giá nhà vườn này là 1,5 triệu. Giá này là chỉ bớt giấy tờ thôi nha, chứ không có bớt nhiều nữa nha mọi người. Rồi có gì lát nữa mình sẽ cho mọi người xem cái sổ hồng của cái nhà này sao nha. Rồi bây giờ mình cho mọi người coi cái sổ hồng của miếng đất này ha. Đây, thuộc xã Sa Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Và diện tích chính xác của nó là 2034m2 ha. Chỗ này hiện tại là đất trồng cây lâu năm, nhưng mà thuộc quy hoạch đất trồng thổ cư ở nông thôn á, cho nên là ở đây mình thổ cư thoải mái mọi người ha. Ở đây lên chừng 200-300 thổ cư là bình thường. Đây, đây là sơ đồ thửa đất ha, vuông vắng luôn. Đây, tọa độ nè, ngang 29, dài 70 ha. Đó, nói chung là đất thì hình dáng đất thì khỏi nói rồi, vuông vắn rất là đẹp. Còn bây giờ thì mình cho mọi người xem cái vị trí của miếng đất trên bản đồ vệ tinh ha. Đây, nằm ở vị trí này ha, cái nhà nè, đường nhựa trước đất mình ha. Còn đây là cái đường đi đường mặt tiền thứ hai nè, đi vào cái rẫy của người ta nè. Đó. Thì cái đường nhựa này á, một hướng á, đi ra đường Bầu Cạn. Đây, chạy ra đường Bầu Cạn nè mọi người. Đây, cái đường Bầu Cạn đi về Long Thành nè. Rồi một hướng là đi ra quốc lộ 56 lại nè. Nói chung là hướng nào thì cũng đi ra quốc lộ 56 hết đây. Nếu mà đến hai đường Chim Bay thì cách quốc lộ 56 có chừng tầm 200m thôi. Đó. Đây, đây quốc lộ 56 đây, 200m ha. Khu này khu dân cư mọi người ha, mình có dẫn mọi người đi ra ngoài đường này nè, khu dân cư. Đó. Cách đường Bầu Cạn nè, đường Bầu Cạn hay còn gọi là đường Liên Sơn Liên Hiệp nè, là khoảng vài trăm mét thôi. Đây, cách chợ khoảng chừng một cây số ha. Đây, chợ và trung tâm xã Sa Bang á là khoảng chừng một cây số. Thì ở vị trí đất này á, nếu mà cách biển thì chắc cũng khoảng 45 cây mười ha, khoảng 45 cây á. Nhưng mà đi về Phú Chí Minh coi bao xa nè. 78 cây là về tới trung tâm thành phố quận 1 á. Thì rất là dễ đi ha. Tức là mình từ thành phố Hồ Chí Minh á, mình đi cao tốc xuống quốc lộ 51 đi khoảng chừng 5 cây là mình sẽ đụng ngã ba Bầu Cạn đây. Ngã ba mà dẫn đi vô sân bay Long Thành nè. Đó. Mình đi thẳng riết cái đường Bầu Cạn này. Đây. Đó. Thì tới đoạn này mình sẽ quẹo vô, tức là gần tới quốc lộ 56 mình sẽ quẹo vô đất này. Đó. Thì bây giờ cái đất mình nó cách đường Bầu Cạn này nó chỉ có vài trăm mét thôi. Bây giờ đi về thành phố Hồ Chí Minh cực kỳ gần luôn, cực kỳ nhanh luôn. Đó. Rồi, thì nãy giờ mình cũng nói sơ sơ qua về cái vị trí của miếng đất rồi. Chắc là mọi người cũng dễ dàng hình dung nó rồi ha. Và cái giá của nó là 1,5 triệu. Và giá này thì chủ có báo với mình là họ không có bớt nữa. Họ chỉ bớt giấy tờ thôi. Cho nên là ai thấy mà cảm giác như là mua được đất này thì
Với cái giá này thì hãy lên, còn nếu mà có ý định mà thương lượng phải như vài trăm triệu hay gì đó thì Dũng cũng nói là không cần phải lên để đỡ mất thời gian, tại vì họ không có bớt nữa. Thì họ nói vậy thôi, thì chung là mình cũng không biết như thế nào. Thì ai thích thì cứ lên xem thôi, lên xem và gặp chủ để mà bàn chuyện giấy tờ rồi giá cả. Rồi, vậy đi ha. Số điện thoại của mình là 0933 23 0243. Đó. Và mọi người có thể là mình bấm kết bạn Zalo. Kết bạn Zalo hoặc là Viber thông qua cái số điện thoại này luôn để có thể dễ dàng theo dõi những cái bài đăng của mình trên Zalo nè, cũng như liên hệ với mình. Và cũng có thể là mình bấm đăng ký theo dõi cái kênh YouTube của mình là kênh Phạm Vũ Dư nè. Để có thể xem những cái video cập nhật mỗi ngày của mình. Và bên cạnh đó thì nếu ai có đất vườn hay nhà vườn mà không còn nhu cầu sử dụng nữa, giá hợp lý, không quy hoạch không tranh chấp thì cũng hãy liên hệ mình ha, mình sẽ hỗ trợ tới quay và đăng lên trên kênh YouTube để cho nhiều người thấy. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem.